Rồi. Lời đầu tiên cho shop áo quạt điều hòa xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các bác nhé. Thì cũng vào cuối vụ rồi, thì hôm nay em lại tiếp tục lên sóng và xả kho thanh lý cho bác những bộ quạt áo điều hòa bên em. Thì hôm nay em cũng đóng cho khách sỉ đây. Đấy, cũng hơn 50 bộ. Thì bác nào mà đang có nhu cầu mua sỉ lẻ bên em đều ship hàng toàn quốc cho bác nhé. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu bộ sản phẩm bên em. Thì bác nào mà đang có nhu cầu mua lẻ quạt lẻ dây hay ạ, quạt pin lẻ, đấy, pin lẻ hoặc là sạc lẻ bên em đều cung cấp cho bác nhé. Đấy, đầy đủ cho bác luôn. Đấy, mà bác nào hư dây, đấy, các bác có thể mua tại shop em nhé. Đấy, dây nguồn rất tròn là 150.000 một đôi. Đấy, đã bao gồm cước phí vận chuyển về tận nhà các bác. Và các bác mua rắc vuông, đấy, rắc vuông USB có công tắc bấm ở dây nhá, công tắc bấm chuẩn chỉ ở dây là 130.000 một chiếc các bác nhá. Đấy, 130.000 một chiếc. Hoặc dây sạc bên em có cho bác nhá. Đấy, dây sạc hàng xịn sò, hàng Sapa. Đấy, dây sạc của nó là 130 một chiếc, bao gồm cước phí vận chuyển về tận nhà mình. Hoặc các bác mua cánh lẻ bên em cũng có cung cấp cho bác nhé. Cánh lẻ 12V hay là 7,4V. Đấy, bên em đầy đủ cho bác. Thì cánh lẻ là 199k các bác nhé. 199k một đôi. Đây, hôm nay em lại tiếp tục đóng cho khách sỉ đây. Thì quạt hiện tại bên em mới về nhé. Hàng tầm 500 bộ. Đấy, 500 bộ hàng quạt Taki và Japan cho bác nhé. Đấy, hàng quạt Taki thì hàng chuẩn hàng Taki á, thì nó sẽ có chữ chì ở thân pin, hoặc là trên chiếc quạt này cũng có hàng chữ chì nhá. Đấy, hàng chuẩn Taki. Đấy, một bộ của nó sẽ gồm một pin này, dây nguồn, hai chiếc quạt và một dây sạc nhá. Sạc này thì bên em sạc này thì hỗ trợ sạc nhanh cho bác nhá. Đấy, sạc cực kỳ nhanh luôn. Đấy, nó chống cháy nổ sạc khi các bác sạc nhá. Đấy, pin quạt này chạy cực kỳ khỏe, cực kỳ mát các bác nhé. Đấy, quạt chạy cực kỳ tít luôn. Quạt này thì quạt không chổi than nhé, chống nước tuyệt đối cho bác. Đấy, chống nước tuyệt đối cho bác nhé, độ bền cực kỳ cao. Đấy, quạt này rất dễ sử dụng cho bác thôi, các bác chỉ cần giữ vào nút nguồn trong vòng 3 giây đấy là chiếc quạt của mình đã chạy rồi. Đấy, quạt cực kỳ mát luôn. Nó có chế độ nấc 1, nấc 2 và nấc 3, nấc 4 cho các bác nhé. Đấy, số 1, số 2, số 3, số 4 cho các bác này. Đấy, chế độ báo pin này cực kỳ xịn sò cho bác nhé. Đấy, vào mùa nóng này, đấy, các bác mặc bộ này thì em nói thật là các bác không muốn cởi ra luôn, vì nó cực kỳ mát, nó đem lại sức khỏe cho những người lao động cho mình. Đấy, cực kỳ mát các bạn. Với bộ hàng Taki này, hiện tại bên cơ sở em đang cung cấp cho bác giá chỉ có 599k nhé. Đấy, hàng của hãng Taki 599k, đã bao gồm cước phí vận chuyển về tận nhà các bác nhé. Các bác nào mà muốn mua, đấy, mua hàng Japan bên em có. Hàng Japan này quạt là 12V các bác nhé. Quạt 12V không chổi than màu đen này. Đấy, cũng có hai chiếc quạt dây nguồn sạc và một chiếc pin như này. Hàng pin của hàng Japan thì nó 32.000 ampe các bác nhé. Đấy, hàng này thì giá của nó bình dân thôi. Đấy, giá bình dân. Hiện tại bên em đang cung cấp cho bác giá chỉ có 500.000 một bộ nhé. 500.000 bộ Japan đã bao gồm cước phí vận chuyển về tận nhà mình. Đấy, sử dụng cũng rất chia đơn giản. Đấy, chỉ cần giữ vào nút nguồn trong vòng 3 giây là quạt sẽ chạy. Đấy, quạt này thì chạy cực kỳ tít rồi. Đấy, cực kỳ mát nhé. Đấy, các bác có thể lắp áo điều hòa hoặc các bác có thể chế vào những bộ quần áo vắt ong. Đấy, độ bền cực kỳ cao. Đấy, quạt chạy cực kỳ mát. Dung lượng thì quạt hàng hai cái dòng quạt này, hàng Japan thì dung lượng của nó sử dụng tầm 10 đến 12 tiếng. Hàng Taki thì dung lượng nó sử dụng tầm 12 đến 13 tiếng đồng hồ các bác nhé. Đấy. Đấy, có khi nếu mà bác để chế độ nấc 2 thì các bác có thể lên tới đến 15 tiếng đồng hồ. Đấy, 15 tiếng đồng hồ liên tục. Đấy, cực kỳ xịn sò luôn. Mình dùng cả ngày không lo hết pin các bác nhé. Đấy, ngoài ra bên em cũng có cung cấp áo điều hòa cho bác nhé. Đấy, áo điều hòa thì bác nào mà tầm 58 đến
58 đến 85 cân. Đấy, các bác có thể tham khảo mẫu bên em nhé. Đấy, bên em đang còn size màu dàn di, thanh lý nốt cho bác nhé. Áo dàn di thanh lý nốt, giá chỉ có 150.000 một chiếc các bác nhé. Đấy, thanh lý nốt 150.000 một chiếc. Đấy, 150.000 một chiếc các bác nhé. Khi bác mua cùng với quạt điều hòa bên em. Thì bác nào đang quan tâm đến dòng sản phẩm áo quạt điều hòa. Đấy. Áo đi nắng thì áo này bên em có hàng có mũ nhé, hàng có mũ và hàng không mũ nhé. Hàng mũ này thì mình không dùng, có thể tháo rời nhé. Thì cũng vào cuối vụ rồi. Đấy, em xả nốt cho bác. Giá là 150k nhé, 150k. Đấy, các bác đặt hàng cho em chiều cao cân nặng nhé. Chứ hàng này bên em xả cuối vụ cực kỳ rẻ rồi. Đấy, sẽ không có còn màu, đủ màu cho các bác chọn lựa chọn nhé. Đấy, chủ yếu là màu dàn di các bác nhé. Xả rẻ cho bác 150k, chủ yếu là màu dàn di cho bác. Thì bác nào quan tâm, bác muốn đặt hàng, bác liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Một video ngắn em liên xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở trong clip tiếp theo bên em ạ.